Dạ con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng ạ. Thì hôm nay là cô chú mình tiếp tục nói về cái thằng trọng súng ha cô chú ha. Đó thì nói chung là mình phải chăm sóc trọng súng với thằng Nanh Ca mỗi ngày đi cô chú. Không có mình tụi nó cũng buồn. Thì cô chú thấy không? Hôm qua con bận lu bu không có làm ha, mà cái clip mà nói về nó ca đó cô chú, con nói á dòng tào lao bắt xế làm la làm chết vậy đó ca, vậy đó cô chú ăn ha, còn ha không có no kìa, ở đó bị đặt ca hát ca hát ca xàm, nó ảo tưởng sức mạnh của chú. Có một số khán giả vậy nè bình luận, ôi trọng súng ca hay ha, mà hả đi thi giọng ca miệt vườn gì đi, trời ơi thôi tôi lại luôn, đừng có quá ảo tưởng. Con nói thật sự của chú, hôm qua thấy trọng súng ca hay không? Con thấy không hay đó con nói thiệt, con không có am hiểu gì về âm nhạc hết trơn, mà con nghe con còn thấy không hay, nghe không có hết luôn, không có can đảm luôn đó cô chú, không can đảm để nghe hết bài nhạc của Trọng Súng gọi lên nó xàm xí đú gì không. Thằng Trọng Súng mà nếu mà nó ca nghe cô chú nghe, mà nó ca hay hay là con nói cô chú, lúc trước nó làm đó, nó làm MV ca nhạc gì của nó đó ha, lúc nó có tiền đó cô chú, nó làm gì đó bởi vì nó mới banh xác đó. Đó thì nó đã nổi tiếng rồi. À, con nói cô chú ha, mình á bây giờ con nói ví dụ đi, ví dụ như nó muốn tạo dựng một cái hình ảnh thằng Trọng Súng đi, về nó muốn làm ca sĩ đi, thì mình đưa lên những cái đoạn phim nó như nó ca nhạc vậy đi cô chú, rồi mỗi ngày mình ga ga ga, ga vậy đi. À, đừng có lên trên cộng đồng mạng nói xàm nó ba láp, nó ăn xin ăn xỏ mồi chài trên cộng đồng mạng, cái người ta coi người ta biết người ta cũng quải rồi. Thì người ta hả là không có muốn xem rồi, ta nói ô thằng này á, là cũng là chỉ để thằng bá dơ bá láp bá xàm á, thằng mà nó xạo xạo tối ngày lên trên cộng đồng mạng nó nổ, nó chẳng làm được cái gì, cộng đồng mạng người ta lên án vậy đó á, mà nó hả nó làm MV ca nhạc đó, mày thấy thằng Nanh Ca không, nó ca hay không đó, rồi mày thấy nó không, nó làm nó cũng có nổi đâu, phải không cô chú. À, mình phải gầy dựng một cái hình ảnh đẹp ban đầu luôn kìa, còn mày bây giờ nó chành bành té bẹ rồi, giờ thằng ăn mày ai mà không biết đi tới đâu ai cũng biết trọng súng hết trơn, từ câu chuyện này tới câu chuyện khác đó mày thấy không. À, là người ta hả cũng so sánh mày ở với thằng Hận, năm con cũng như trọng súng đó, bốn đứa con, rồi những cái trường hợp khác cũng vậy, người ta cũng sẽ dí như vậy đó. Mày cảm thấy mày mày tự hào mày hãnh diện chưa, mày thấy mày nổi tiếng chưa, hay là mày tai tiếng? Mình phải biết thân biết phận mình ở đâu và nằm ở vị trí nào đó. Bây giờ nè cô chú thấy không, ba hồi cái nó làm cái này ba hồi nó làm cái nọ, rồi bây giờ không biết cái nghề nghiệp chính của nó là gì nữa rồi cái đầu cái ba hồi thì nó nói sửa điện thoại là nghề nghiệp chính là được, khách đặt này nọ vậy đó. Rồi xong cái rút cuộc cái qua ngày sau ta clip sau ta không có cần ngày sau chân cô chú, cái hỏi nó lại là cái nó nói khác rồi đó, bán điện thoại được nhưng mà người ta lâu lâu mới bán được cái, người ta đặt mấy 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 đêm về làm chứ hả không có phải mà người ta mua mỗi ngày, cho nên nó là không có dư đó, tới lúc mà nó không có tiền lên là nó nói vậy thôi chú ha, còn có tiền là nó khác. Rồi rút cuộc làm sao tiếp sau nữa, nói tới nói lui thì hỏi nó bây giờ nghề chính là cái gì, chứ sống là cái nghề điện thoại là không có đủ ăn rồi đó, thì nó lại nó lượm bọc vẫn là chính, nó lượm hôm qua hôm kia gì đó cô chú, bán được 50.000 đó đó, nghề nghiệp chính của nó đó, mày 50.000 mày nhắm mày nuôi đủ vợ con không. Con nói cô chú nghe gì nè, mình không phải á, là mình khi dễ nó gì mình nói nó gì, mà con nói cô chú á, ví dụ như nó mua ba cái điện thoại cũ vậy đi, dòng cái Samsung mà đời di mấy gì đó cô chú, con nói cô chú ha, ai mà xài đó, thì chỉ có những người bán vé số nghe gọi thì được lên mạng bậy bạ được thôi, chứ con nói cô chú ha đó, là cái đó khó bán lắm. Bây giờ người ta hả hiện đại rồi, người ta xài cái dòng cao, con nói cô chú mà nội mà cô chú mua mấy cái máy điện thoại của Trọng Súng á, cô chú về lên mạng á, cô chú ha bấm vô xem Trọng Súng à, cái đầu hả nó chạy nghe vòng vòng 1 tiếng gửi chưa lên nữa, con nói thiệt ở đó mà mày đừng có làm la làm chết làm như vậy, thì con nói cô chú với ha, cái cách của nó hay nó bán nó bảo hành này nọ ha, rồi người ta góp gì đó ha, xài hư người ta trả lại nó biết thì cũng bể nợ luôn. Mình là mình phải cần tiền xây sở mỗi ngày và mình làm phải có lời mới làm, phải không cô chú. Còn này làm bảo hành 3 tháng mà nhắm 300.000, bảo hành 3 tháng mà nhắm có lời không, trong 3 tháng đó, cô chú người ta xài hư bất cứ cái gì đó là nó phải phải trả lại cho người ta, hoặc là phải thền lại cho người ta, hoặc là trả tiền lại cho người ta. Thì con hỏi cô chú
Đó, mình đã giam cái tiền 3 tháng đó rồi, 3 tháng đó mình đi dây đi hỏi, mình đóng chích bà luôn, rốt cuộc làm cho người ta ăn. Mà con nói cô chú, ví dụ như người ta chán ta nản đi, em đi thôi cũ mà cô chú bị cái này nọ, chậm lên mạng cũng chậm hay là cái gì đó đó, người ta cũng kiếm chuyện, người ta giúp ông ta làm gớt đi đó, rồi người ta nói hư phải không cô chú. Mà con nói cô chú này, dòng sữa điện thoại á, mà nó lấy keo trời trời nó chấm vậy đó cô chú. Thôi con thua luôn, thua trọng súng luôn, nể trọng súng thiệt rồi, hay nó dán keo tùm lum vậy đó. Rồi cô chú nhắm bền không, cô chú thử nghĩ ha. Trời ơi, điện thoại đó con phải mà con khi dễ chứ, con nói thiệt chứ cô chú ha, con xài điện thoại từ hồi đó tới giờ luôn, dù điện thoại rẻ tiền mất tiền gì cũng vậy, miễn hương cái là đầu là đổi cái mới, chứ không có sửa luôn nữa cô chú. Cô chú biết sao, nó đã hư rồi cô chú sửa đi nữa là sửa tới sửa lui, sửa tới sửa lui à. Đó, con trông cho nó gỡ tè be ra hết trơn cô chú, nó chấm keo lại rồi nó dán lại, mà đã bán điện thoại cũ rồi đó, mà đã dấp gì giá rồi ha, ráp lại tùm lum hết trơn á cô chú. Đó, thì mình nó cũng thôi đừng có đưa lên trên cộng đồng mạng, bây giờ mình quay hình trọng thôi, cái gì mình cần đưa là mình cần đưa phải không cô chú, còn cái gì mình không cần đưa thì mình không cần đưa, tại vì cái đó cái nghề nghiệp của mình đó. Mà tự nhiên cái đầu cái hả làm cái điện thoại cũ xì cũ rích vậy đó cô chú, nó rồi đầu hả làm tùm lum dán keo từ lừa vậy trên, cái đầu quay lên, nó quay lên người ta biết hết rồi, ai đâu mà mua phải không cô chú. Trời trời, cái điện thoại mình đã là mua ghét điện thoại rồi, nó mua cái xác 50 100 đó cô chú, đó, đã mình mua cái xác rồi đó, là cái đồ bỏ đi của người ta rồi, không có xài được rồi đó, người ta bỏ đi đó, thì ông tôi ông mua ông lụm về đó, ông mua đồ ông thay thế này nọ, mà thay thay bằng tay không vậy đó cô chú, không có nghề ngỗng, không có đồ nghề đồ gì hết trơn cô chú, thử thử coi đó. Mà hả lên ha là quay phim đưa lên như đúng rồi, có những cái á cô chú mình nó cần nên đưa lên, chứ thật sự có những cái chuyện làm ăn rồi liên quan này liên quan nọ đừng có nên đưa quá dở không hay cô chú, thấy không? À, bây giờ con phân tích lại cái vấn đề trọng súng nó ở nhà trọ. Đầu tiên thì nó tính mướn cái nhà trọ đó đó, nó rước cái bà già vợ nó về rồi xong phải không? À, hay là nó nhắm vào cái túi tiền của bà, ai cũng biết, ai cũng nói luôn cô chú, thậm chí bản thân bà già vợ nó cũng biết luôn, cho nên là cho nên là sao cô chú, không có lợi ở, không có lợi ở chung với nó, con nói thật sự luôn, không bao giờ ở chung với trọng súng được. Bà mà về bà ở chung với trọng súng chẳng khác nào bà gánh cả một cái gánh nặng luôn đó cô chú. Rồi rút cuộn sao chắc bẻ kèo bẻ gì đó cô chú. Chưa gửi hay sao, chủ nổi đầu tiên nó nhắm vào bà ở chung với nó thì là bà lo, bắt quá bà lo, nó không có phải lo gì hết, là bây giờ hết tháng nhà trọ là tiền đâu, nó giờ tính giờ nhà trọ nó rồi đó. Nó nói gì nè cô chú, nó dời trên cái chỗ nào mà nó đi lấy đồ điện tử này điện tử nọ luôn cho nó dễ luôn. Nó tính cái chuyện sẵn nó lết qua đó rồi nó dời tới dời lui. Con nói thật sự cô chú nè, nhà nó đông, con nó đông như vậy đó, mướn cái nhà đó 1,5 triệu gì đó, nó thoải mái nó rộng rãi gì cũng được chứ không phải không được đâu cô chú, nhưng mà mình phải làm sao có tiền kỳ trọng đó, để mình ở cái được cái nhà rộng như vậy đó, để cho con mình nó thoải mái đó, để cho nó chơi nó chạy nó chơi phải không cô chú, ở một cái phòng con nói cô chú ha nó khép kín như vậy vậy đó, có hả mấy trăm ngàn đó, nó chật cái nhỏ xíu vậy đó. Thì con hỏi cô chú ơi đó, con cái mình nó tội nghiệp, mình làm mình gán mình làm sao có tiền đóng tiền nhà trọ đi, cô chú thấy con nói có đúng hay không đó, hết tiền nhà trọ thằng Trọng nó phải dời đi thôi, tại vì nó không có đóng được, nó không có làm mà đóng cô chú, nó làm xạo xạo sự sự cái điện thoại nói mấy ngày trước cho cô chú nhớ không đó, nên ta đặt đó tới hôm nay nè đó, nó mới có đó. Đó rồi sao rồi hả, ăn được mấy ngày con cái đông thì nó nheo nhóc gì gì đó, mình phải tạo cái thu nhập hàng ngày kìa, cái cuộc sống của mình nó mới ổn, cho dù đi cô chú bây giờ cái điện thoại mua bán điện thoại mình để tính sao đi, có được một cái hai cái thì bán trong vòng 1 tháng gom cái khoản mua bán điện thoại đó, đóng tiền nhà trọ, còn mình phải làm một cái công việc gì thêm, mỗi ngày mình phải kiếm thêm thu nhập đó, ra nè lụm dây chai cũng được, đi mua dây chai cũng được, bán giấy số cũng được không cô chú, ăn uống hàng ngày á, cái nghề điện thoại để riêng đó, ai mua ai đặt gì này nọ đó, tháng đó bán 3 4 cái cũng được, cũng có 1 triệu 1 triệu ngoài đó, rồi đóng tiền nhà trọ, mình phải tính như vậy đó. Còn cái này bán hôm nay nè, heo chú Hà nó giao cho người ta nè ha, người ta đưa 100 ngàn 200 ngàn ăn xài mẹ hết rồi,
á, ăn xài mẹ hết rồi, rồi xong bắt đầu ăn xài cục giống một chút đó, rồi cái ha, cái đầu cái ha làm giấy hỏi hỏi tiền góp, tiền lãi, tiền này tiền nọ đó, rồi xong mua điện thoại bán nữa, bán chậm ăn. Con nói thật sự cô chú luôn ha, con nhìn cái cách của thằng Trọng làm ăn, nếu mà nó hỏi chừng vài triệu thôi cô chú, mà nó mua bán điện thoại rồi nó nuôi cả gia đình nữa đó ha cô chú ha, con bảo đảm vừa góp cho người ta đó ha, rồi vừa ăn xài ha, là chỉ cần 10 ngày thôi là cục luôn, đứt vốn luôn, rồi không có tiền góp luôn. Nó làm cái đó không khả thi cô chú. Con nói thật, thay vì á ha, làm nó hỏi mấy triệu đi, nó đi mua ve chai Long Dịch mỗi ngày, con nói cô chú thu nhập khủng lắm đó, vài trăm ngàn á cô chú, nó thì có thể dư góp luôn nữa đó. Đừng có nói chi mà tới cái chuyện mà ăn xài ăn uống thì thoải mái, vẫn còn dư tiền luôn mà không chịu cô chú, đâu có chịu đâu, nó làm la làm chết, làm tầm bậy tầm bạ vậy đó. Nó để hả mà lên trên cộng đồng mạng nói xàm nói gì không cho người ta quở, người ta rủa, người ta chù, người ta dập, ghét cũng làm ăn không nông nổi đó cô chú, ghét cũng tàn mạt đó, con nói thiệt. Nó ba hồi nữa thấy không, nó nhà trọ nó giờ chưa gì trơn, đầu tính tới cái chuyện dời nữa rồi, cái bản tính của thằng chồng súng á, con nói cô chú là phải dời hoài từ đây tới 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 cuối năm nay đi cô chú, bây giờ là mới có tháng 3 vậy hả, à, phòng tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11, tháng 12, bao nhiêu tháng là bao nhiêu lần thằng Trọng Súng nó sẽ hả về nhà trọ nữa. Tại vì cô chú để ý đi, khi mà ở Sài Gòn xong, nói ở Sài Gòn không nó cũng về tới về lui 2-3 lần à, rồi ai mà chịch nói động cái là Trọng Súng về đi ha. Thằng Trọng Súng là cái tánh của nó là không có bền, và nó không có nghĩ tình nghĩa con mẹ gì đâu, nó nói động là không được đó đó. Hồi lúc kia đó chủ nhà trọ nói này nói nọ đó, trên Sài Gòn nó cô chú cũng dời đi dời tới dời lui, rốt cuộc cũng dời về chỗ nữa, mà mỗi lần dời vậy đó cô chú là con nói là nó tổn thất không nhiều thì cũng ít, chứ không bao giờ mà không ấy nè, như bây giờ cũng vậy nè ha, nó đầu ha vô ha, được lắm, cho nhà này được, nhà này được thoải mái này ha, sang trọng quý phái này ha, nó nổ dữ lắm. Con nói cái gì thằng Trọng, ai mà sống chung với nó đầu tiên nó khen tích mắt, trời cô này cũng được, cô này kia cũng được à, là bắt đầu Trọng Súng 2 ngày à, qua ngày thứ ba ha, rồi bắt đầu ha là người ta thấy con cái gia đình nó sống vậy nè, quậy quạng nè, ừ, ta phải kêu khuyên đó, là bắt đầu là nghịch rồi đó, là lỡ đóng tiền rồi cô chú, cuối tháng đi dòng đi à, nói vậy đó. Giờ chắc mới đây ở xích mích này nọ gì với người ta nữa, phá đồ đạc trong nhà người ta, cái bà kia bất kỹ bằng trời cô chú nha, không lu nước bỏ quấn mà keo lại hết à, rồi ha tủ gì bả phá bả làm lại hết đó, nhầm khi ha, quay quay nè anh ca nè, quay quay lên nè, rồi bả thấy nè, rồi bả thấy rồi cái đầu cái phá đồ của bả, bả chắc qua điện thoại hay bả lợi bả nói gì đó, lúc đó nó không có quay đâu, nó giấu em mà đó, rồi cái đầu cái hả giờ nghịch rồi, tính cuối tháng đi nữa, với thuyết phục mẹ vợ hay gì đó không có được ở chung hay gì đó ha, bả không chịu ở chung chứ bả sợ đó, cho nó tới vợ chồng Trọng Súng nó bao quải rồi đó, chỉ đu bám vào bả thôi đó, chứ hồi đó tới giờ mà cô chú lặp đi lặp lại là quá trời nhiều lần rồi, chứ không phải không biết đâu đó, rồi giờ nó sống vậy đó, nó sống ở đầu cái ha, được tháng cái nó về đi nữa đó cô chú, nó cô chú thấy khổ không. Bây giờ mình nói ví dụ gì nè cô chú, bây giờ mình nói ví dụ đi, ví dụ như giờ đi à, lỡ như con nó đi học đó rồi sao, ở chưa được tháng nó dời đi vậy đó, rồi học hành sao, đừng có nói trên Hà Tiên rồi đổ thừa bà tò te này bà tò te nọ, cho nên nó là mới về đây rồi tội nghiệp mấy đứa nhỏ con cái này nọ, nó không được học hành, cái bản tính của nó không dời ở Hà Tiên thì ở đây nè cô chú thấy đi cũng dời à, nó rồi con bảo đảm cô chú luôn à, nó sẽ đi dời chuyến này phải không, cuối tháng nó dời trên kia thì con bảo đảm cô chú luôn à, đúng 1 tháng sau nữa Trọng Súng tiếp tục dời nữa đó, là cái bản tính nó là quen rồi cô chú, là mỗi 1 năm gì nó phải dời 12 cái nhà, nó phải ở 12 cái căn nhà dòng đại gia mà cô chú, người ta đi tới đâu là người ta đáp tới đó, dòng có tiền mà à, đâu nhất thiết là phải nghĩ tình nghĩ nghĩa gì hay là với một cái người nào đâu đó, thích đi đâu thì đi đó, ở đâu là ở đó. Rồi con hỏi cô chú với cái bản tính vậy làm ăn với ai được, ai dám ký hợp đồng, ai dám hợp tác lâu dài với nó không, nó chở quẻ 1 bữa 2 bữa là nó chở quẻ à. À, nó không có lập trường, nó không có vững và nó không có uy tín,
Con nói thiệt, con trống súng này là nó suốt đời là nó khổ, nó chỉ làm mà cái dạng như nó làm tự do, nghề nghiệp tự do cô chú. Ví dụ như nó làm vé số đi, nó tự đi bán ơn, nó làm ve chai đông dịch, nó lụm này lụm nọ vậy đi đó, thì nó chủ động được thời gian, có nghĩa là nó làm chủ đó. Con trống súng sinh ra là để làm chủ chứ không để làm công nhân đâu cô chú ơi, không có ai mướn nó được đâu, và nó cũng không có làm cho ai được đâu, làm cha người ta không à. Nó giờ cô chú thấy rõ ràng không, làm cha không đó, 2, 3, 4, 5 đứa con cha không. Nghĩ trọng hay, giống cũng tốt ghê luôn hết cô chú ha. À, cái miệng thì tối ngày bóp chát, con thì đẻ ra một ê gì đó chàng ơi, thiệt thấy quải luôn cô chú, con nói thiệt đó. Mà nó không có chịu lo à, mà đã mình lo không nổi, mình không có cái trách nhiệm mày cô chú đó, thì thôi đi, mình làm sao đi, đừng có lên trên cộng đồng mạng nhiều, tại vì mình đâu có tốt đẹp gì đâu, lên trên cộng đồng mạng nhiều thì mình bị chửi nhiều phải không cô chú. Thôi mình núp ở một cái góc nào đó đi, khi nào mà mình bật vậy à, thì mình hả lên trên cộng đồng mạng mình tự hào, mình khoe cái thành tích của mình phải không cô chú. Tôi làm được như vậy á, tôi nói là tôi làm được chứ không phải là tôi nói tôi làm không được đâu. Lúc trước thì tôi nói tôi nổ nổ này nọ đó, rồi nên cô chú chữ nó, bây giờ nó tôi làm mà thấy không đó, lúc đó đi người ta sẽ khen, người ta sẽ có cái ánh mắt nhìn khác phải không cô chú. Còn bây giờ mấy hôm nay đó cô chú về á, mướn nhà ầm 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 à, làm cho dữ lên đó, rút cuộc sao cô chú thấy nó có làm ra đồng tiền gì đâu, mà mỗi một ngày ở nhà 5-6 miệng ăn ngồi chờ ở nhà, phải đem tiền về à, phải đem tiền về để cho con vợ nó, nộp cho con vợ nó đó. Thì con hỏi cô chú thử rồi à, sống vậy sao sống được. Ôi ơi trời, đâu lại mày chồng ơi nó, ba cái điện thoại thì sửa làm la làm chết, hôm qua thì ca hát sùm làm la làm chết, làm tào lao bác xế ca. Trời ơi thôi đi ông ơi, ông còn ham vui lắm, vợ con ở nhà kìa, nó hả nó khóc nó đói nó ghê nó ga gã kìa, không có lo tập trung làm ăn đi, đừng có ảo tưởng. Bây giờ tao nói mày nãy giờ trước tiên á, mày lo cho vợ con mày đi, nó no đủ đi à, nó là đàng hoàng nó dư giả với người ta đi, rồi nó đến trường đi, lúc đó đó mày đầu óc thoải mái đó, mày có thể mày đi ca hát nó, mày kiếm thêm cũng được, rồi cũng quay YouTube cũng được đi. Mà bây giờ đối trước hụt sau tao nói mày đu theo anh ca đến hôm nay nè, đâu mày thử mày nằm mày suy ngẫm này đi, tao không phải tao phá cái chén cơm của anh ca, mà tao nói thật sự luôn, tao thấy đu theo không có cái gì á, mà nó phát triển đâu. Tại vì cái lý do là sao, bây giờ nằm mày quay ngày nào đó mày lủng ngày nấy, rồi nó trả lương cho mày đó, đồng ý nó trả lương cho mày đó, nhưng mà mày nghĩ thế kia, mày bán thời gian cho nó rất là dài, cả một ngày trời chỉ được bao nhiêu tiền, bây giờ mày so cái số tiền đi đó. Thì mình đi làm cái chuyện khác đó, mình đi làm cái chuyện khác phải kiếm thêm thu nhập mỗi ngày như vậy đó, rồi thằng Nam quay dẫn cho quay đó, là cái thời gian mình sắp xếp đó. Sau khi cái buổi mà mình đi mua bán lao động á, rồi mình về nhà đó, rồi mình hẹn nó cho nó quay cũng được, hoặc là quay sẵn đi đó, quay sẵn không cô chú, cái thời gian nào mà nó rảnh đó nó quay. Nói chung mình phải sắp xếp thời gian chứ không phải mình thích đu 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 theo vậy đó. Rồi hả mình làm mình thấy rút cuộc ai một ngày nào đó không còn quay nữa thì là mình hụt hẫng phải không cô chú. Bây giờ nè vừa quay vừa kiếm tiền à, có tiền quay cũng được không có tiền cũng được, mình vẫn sống bình thường đó. Có thằng anh ca quay thì mình biết chắc chắn là mình sẽ có số tiền đó cô chú, thì mình vẫn đi làm để kiếm thêm. Rồi một giai đoạn nào đó không thằng Nam ca nó còn không còn quay nữa thì mình vẫn có cái à, để mà mình sống. Để bây giờ nha cô chú nha, dựa vào đó đi, còn Nam ca mà không quay cái đi là chết chết, con nói cô chú chết, thằng Trọng xuống chết nè ha. Hết tháng này thằng Trọng nó sẽ khổ vừa vừa nha cô chú nha, rồi tháng sau nữa đi à, một tháng sau nữa thôi thì cô chú thấy thằng Trọng xuống sẽ như thế nào thôi, không có làm ăn được gì đâu cô chú. Nói cô chú dời tới dời lui ha, là con nói cô chú ha, là mình đâu có quen ai đó, rồi hả mình đâu có làm ăn gì được, mà mình là cần là phải cái dạng như mình sống á, mình quen cái chỗ của mình ở nó quen sẵn vậy đó cô chú, nó có bà con sớm ghiền mình trao đổi mua bán làm ăn đồ này nọ cũng được phải không cô chú. Đó, thì là chậm nó không nó giờ 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 vậy đó, vậy hoài vậy đó. Thôi cái clip hôm nay con làm đến đây thôi nghe cô chú, hẹn cô chú vào clip sau con sẽ nói tiếp nữa, chồng súng nữa.